Số phụ kiện Minh Thảo PCP, em xin gửi lời chào đến tất cả anh em đam mê PCP trên khắp mọi miền của Tổ quốc nha. Em chào tất cả các bác. Hôm nay thì số phụ kiện Minh Thảo em sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người về cái mẫu kính ngắm Makro Mili. Đây em hứa hẹn với tất cả mọi người, đó sẽ là một cái đối thủ rất là đáng gờm so với những cái dòng kính còn lại các bác nhá. Và mọi người, trước khi nói đến sản phẩm của chúng ta ngày hôm nay, các bác cùng em nghe qua một chút về hình thức mua bán hàng ở bên shop Minh Thảo em là luôn luôn ship COD toàn quốc. Anh em mua hàng thì được phép là bóc hàng ra, kiểm tra hàng, đúng sản phẩm thì mới phải thanh toán nhé. Bên shop Minh Thảo em không những bán tất cả những dòng kính ngắm, loại nào cũng có. Và kính ngắm này, hoặc là các bác nào mà đang chưa tìm được cho mình một cây củi Kondo hoặc là Epic thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp sang bên em, bên em sẽ tư vấn lên hoàn thiện một cây đầy đủ cho tất cả mọi người, giá thành rất là hợp lý các bác nhá. Còn những bác nào mà muốn mua phụ tùng lẻ, van, bình, kính, giảm, khung cảnh, vân vân và vân vân, doang sim, ti xả, các thứ, ti bơm đó, mọi người có thể liên hệ vào bên em cũng có bán mấy cái nhỏ nhỏ đấy để cho anh em lựa chọn, bơm nữa, bơm tay, bơm máy, đầy đủ hết các bác nhá. Đó là toàn bộ cái hình thức mua bán hàng ở bên shop Minh Thảo em. Bây giờ em sẽ quay lại cái chủ đề chính mà hôm nay em muốn giới thiệu đến cho mọi người. Trong cái phân khúc của kính ngắm mili này thì những con nào đáng gờm bây giờ nhỉ? VT1 mili của Discovery này, có WZ của cái kính mới ra của hãng Discovery, WZ 1.2-6 nhân cho 24 lần Iran IRAI đấy. Đọc là như thế, em đọc tiếng Việt thì là như thế. Discovery VT1 mili cũng khá là chơi, anh em chơi cũng khá là nhiều những cái dòng kính mà nó thuộc dòng mili này nhá. Anh em nào mà thuộc dòng mili này thì có hai con đấy, nó tầm giá nó chơi rất là ổn định, với cả nó có nhiều cái con VT1 thì nó chơi ổn định rồi, con VG kia thì nó ưu đãi về cái mặt hình thức với cả những cái chức năng đi kèm của nó là quá là nhiều. Thế là nhưng mà để làm sao mà con kính mini này nó có thể cạnh tranh được với hai con đấy thì mọi người cùng em xem nhá. Đây chiếc kính Makro. Nếu mọi người mà có thể là anh em nào mà cũng không biết hai con kính đấy là như thế nào phải không, chắc là đấy thì em cứ để một cái dòng link ở bên dưới để mọi người là xem để phân biệt nhá. Còn những bác nào mà đam mê nghe đến, yêu thích những cái dòng kính mili chắc hẳn là nghe đến phát là đã biết rồi, em khẳng định luôn đấy. Đấy. Con kính Makro này thì nó sẽ có gì, nó sẽ có đầy đủ là như sau các bác nhá. Đèn hồng tâm chỉnh lên xuống sang trái sang phải, thông số 1-4 nhân cho 28 lần, có chỉnh xa gần từ 1 cho đến 4 lần, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 2.5, 3, 3.5, 4. Ở đây chúng ta có chỉnh mắt cận các bác nhá, bác nào mắt cận thì chỉnh ở đây cũng chỉnh được ở đây, chức năng thế là ok rồi nhá. Lắp bịt hai đầu, phụ kiện đi kèm thì sẽ bao gồm là chân kính như thế này. Hàng Makro mà, lúc nào chân kính nó cũng làm em đánh giá rất cao. Đây là một cái điểm cộng các bác nhá. Đó. Thân kính này thì là thân kính phi 30 anh em nhá. Đó, thân kính này thì so với hai con kia, so với VT1 mili và WZ kia là con kính này thì nó sẽ có thân kính là phi 30. Hai con kia là thân kính phi 28. Nếu bác nào mà đang thắc mắc là 28 và 30 nó khác nhau như thế nào ấy thì đơn giản là cái 28 nó sẽ không nhìn, nó góc nhìn nó không được rộng bằng cái 30, thế thôi, đơn giản là nó như vậy thôi. Thân kính này thân kính 30 để tầm anh em chơi ta lo bắn con này thì rất là sướng này. Anh em nào chơi 50m ấy, mọi người nhớ ghi nhớ nhá, cái độ ngắm xa so với độ chơi ấy. Ngắm thì nó vẫn có thể ngắm được 100m nhưng mà để nó zoom gần đến, zoom xa ra ấy cũng tùy thuộc rồi các bạn. Bác nào mà nhìn xa nhìn gần thì cũng tùy thuộc rồi, nhưng mà cái này thì thuộc dòng mili, thông số nhỏ thì sẽ dành cho anh em chơi ngắn, còn bác nào thích ngắm xa thì vẫn ngắm được. Đấy, em chỉ biết nói như vậy thôi.
rất là sắc nét nhá. Chế độ đèn hồng tâm. Đây thì tâm tâm soi này, tối tối thì nó dễ. Hồng tâm này thì sẽ thích hợp cho những cái lúc mà thiếu ánh sáng. Đây, hồng tâm đây, hồng tâm đỏ ạ. Hồng tâm xanh lá cây. Mỗi loại là có 3 mức độ nhá. Sáng mờ. Sáng hơn nó có 3 lớp như vậy. Đấy, con này có cả thêm cả một lụn màu nữa là nhìn rất là lạ nhá. Màu xanh nước biển như thế này. Xanh nước biển đậm. Xanh coban ấy, này xanh coban ấy. À, thế là cũng có cái hơn phải không? Cũng có một cái là hơn ấy chứ. Có 2 điểm hơn hai con kia là có cái màu, thêm một cái màu mới, tâm mới với cả góc nhìn là thân kính là thân kính phi 28 góc nhìn rộng. Xét về mặt thương hiệu thì cả Discovery cả Marco thì đã có thương hiệu rất là lâu rồi, thương hiệu uy tín ở trên thị trường rồi. Đây nhá, bây giờ em sẽ cho tất cả các bác xem cái tâm nhá. Đây tâm đây. Rất là nét nhá. Rất là nét. Thì trong ngày hôm nay thì em có nhập về được cả hai cái dòng Marco đấy anh em chơi. Thích thì alo trực tiếp cho bên shop nhá. Video của em đến đây là kết thúc. Em xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những cái video lần sau.